โอเคบาทจุ่มเรียบสูថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបនៅក្នុងការដំឡើងនៅ DHCP server DHCP server មកពីពាក្យថា Dynamic Host Configuration Protocol មានន័យថាយើងអាចអាសាញ IP address ទៅឲ្យ client លក្ខណៈជា dynamic អូខេអញ្ចឹងដើម្បីដំឡើងយើងចូលទៅកាន់ add rule and feature បាទយកពាក្យថា next បាទ rule based and feature based installation start next បាទបន្តមកយើង next ទៀតមកបាទបន្តមកយើងថេកកន្លែងនេះ DHCP server បាទយើងថេកកន្លែងហ្នឹងមកបន្តមកយើង add feature បាទយកពាក្យថា next បាទ next ទៀតមកបាទ next ទៀតបាទបន្តមកយកពាក្យថា install បាទកន្លែងនេះរៀងយូរដែរអញ្ចឹងយើងរងចាំវាបន្តិចទៅโอเคឥឡូវ install success ហើយបាទអញ្ចឹងយកពាក្យថា close បាទបន្ទាប់ពី close មកយើងនេះកន្លែង notification នេះយើង click លើវាមកបន្ទាប់មកយកពាក្យថា complete DHCP server configuration បាទបាទអញ្ចឹងមុនបច្ចាក់ផងដែរមុននឹងយើងដំឡើងនៅDHCP server យើងត្រូវតែបាទចូលមកកាន់ local server មកយើងត្រូវតែធ្វើការ config នៅ IP address របស់ server របស់យើងសិនមក click លើនឹងមកដើម្បី config ហើយយើងយក property បាទកន្លែងនេះកន្លែង IP version 4នេះហើយយក property នឹងមកបន្ទាប់មកយើង config IP address របស់យើងទៅជា static សិនលក្ខណៈជា static ទៅឲ្យ server របស់យើងសិនទើប DHCP វាអាច assign ទៅឲ្យ client បានបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបាន config រួចហើយគឺខ្ញុំ config វាទៅជា static config IP address របស់ server របស់យើងបាទបន្តមក OK បាទ close បាទអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើការ configure នៅ DHCP របស់យើងបាទចុចលើនឹងមកបាទ complete DHCP configuration បាទបន្តមក next បាទកន្លែង authorization នេះបើសិនជាយើងបាទអត់បាន authorize ទេគឺយើងអត់អាច assign IP ទៅឲ្យ client បានទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំ assign ឲ្យ administrator ជាអ្នកមានសិទ្ធិបាទ assign IP address ទៅឲ្យ client បាទអញ្ចឹងខ្ញុំថេកកន្លែងនេះបាទ use the following user credentials បាទអញ្ចឹងយកពាក្យថា commit មកអូខេអញ្ចឹងដើម្បី assign IP ទៅឲ្យ client ជា dynamic យើងចូលទៅកាន់ tools បាទបន្ទាប់មកយកពាក្យថា DHCP បាទកន្លែងនេះយើងពង្រីកវាធំមកអូខេអញ្ចឹងយើងខ្ញុំ click ទៅលើបាទអញ្ចឹងយើង right click លើ IP version 4ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងបង្កើតនៅ new scope next អូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ឈ្មោះឲ្យ scope របស់យើងបាទដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរអាចដាក់ឈ្មោះ company អញ្ចឹងទៅបាទខ្ញុំឧបធរកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ A B C បាទ A B C ហើយ description ខ្ញុំដាក់ A B C ដែរបាទបន្ទាប់មកចុចពាក្យថា next បាទកន្លែងនេះគឺជា IP address ដែលយើងចង់ assign ទៅឲ្យ client បាទតែយើងចាប់ពីណាបាទ start ពីណាហើយបញ្ចប់នៅកន្លែងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មក192ចុច168ចុច1បាទខ្ញុំមកចង់ assign ចាប់ពី100ឡើងទៅបាទបន្ទាប់មក NIP របស់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់192ចុច168ចុច1ចុច200បាទបន្ទាប់មក next អូខេបន្ទាប់មកកន្លែងនេះគឺជា exclusion and delay វាគឺជា IP address ដែលយើងអត់ចង់ assign ទេក្នុងចំណោម IP ដែលយើងបង្កើតមិញយើងអត់ចង់ assign ឧបមាថាយើងអត់ចង់យើងចង់ទុក IP នឹងខ្លះអត់ចង់ assign ទៅឲ្យ client ទាំងអស់ទេឧបមាថាខ្ញុំចង់ទុក IP 192 168ចុច1ចុច100ដល់192ចុច168ចុច1ចុច110បាទអញ្ចឹង IP នៅចន្លោះនេះគឺយើងអត់អាច assign ទៅឲ្យ client ទេបាទគឺវាຕົកតែម្ដងបាទយើងຕົកប្រើសម្រាប់ឯផ្សេងណាយើងអត់អាច assign ទៅឲ្យ client ទេកាលណាយើងដាក់កន្លែង exclude នេះ
Ok, chẳng nhóm ở trong assign phần năng đi, bạn ở trong assign network bị chỗ lõi này, tạo client đi, bạn chẳng nhóm dọc bị add máu. Bạn chẳng nếu bị đầy dương assign, cứ bị assign chạp bị mà rồi khác bị chụy mà rồi hông bấy chụy mua chụy đập mua ra, chụy mà rồi đập mua hay bùa dương tục chỗ lõi này, dương ở assign tạo client đi, chẳng client chạp bị mà rồi đập mua từ hay, bạn chẳng dọc bị thay next. Ok, bắt đầu máu, cái này cứ chỉ list duration. Vì cứ chỉ pair đài server bảo dưỡng cứ chụp assign IP tới client. Mình này thà, client muối ai tra IP address bàn dạ pair đài bằng bầy thằng ngày thì. Bà port bì bằng bầy thằng ngày tới cứ IP address nâng tự bàn đọ bì IP client nâng ngày. Chân mình này thà, IP address đọ bì client nâng máu, ai assign tới client xin tiết chân ngay nè. Ok, chẳng ai bảo bàn bằng bấy thế ngay. Và next. Ok, cái này ní dụ bị yes mà. Và cái này ní chẳng đã default gateway. Và nhóm đã mở rồi copy. Chốt mở rồi học bằng bấy cho muối mà hay cho bị hạt sở buôn chẳng tới. Và default gateway. Và add. Và tỏa máu chốt biết thay next. Bạn ấy cứ chia domain name hay DNS server bạn nhận chứng vì mình sẽ báo nhận chứng nhận dụng bị next. Ok, win server có dừng up và mình chậm bài tí và next và tỏ máu dừng dụng yes I want to activate this scope now và next tỏ máu chơi bị thá finish và finish bạn ấy cứ chia scope bảo dừng để dừng bàn bạc cáo mà cái lệnh address pool này cứ chỉ IP để dựng và cái này cứ chỉ IP để dựng bàn của nó thay dựng từ assign cho client và cái này chỉ IP để dựng tục mình trong assign cho client thì và cái này address list này cứ chỉ phần này mỗi bản thân chỉ IP nâng tạo bàn assign cho client nè và client nâng list nó không ở phần này address list này hay ok chẳng dựng nâng thuật thuật tài mới và dựng ba công tơ client máu. Ok, chẳng đồng bây ở client ai tự tua dọc IP nâng bán dương cho tất cả Internet. Mà bắt đầu máu dương dọc Network Setting, dọc Change Adapter Option. Mà bắt đầu máu dương right click cái line Ethernet Zone nè, mà right click máu dương biết hạ Property. Mà cái line này là xa tại dương computer này cứ dương join domain cho mùi nâng Windows Server, chẳng dương trở vai cho mùa. Bỏ Windows Server Administrator hay nâng password bà. Cái này này cứ chúng mô thả administrator và hơi lịch code mà admin add mối bị bậy bà này cứ chỉ chúng mô administrator hay nâng password nó lên Windows Server bao giờ mà cho biết yes máu. Ok chẳng nó không phải IP version 4 này mà dụ bị thả property. Bảo tớ máu dừng check lại như màu bằng lệnh obtain an IP address automatically bà. Ok, chẳng dừng bản ảnh ít còn chẳng nãy bà check lại obtain DNS server address automatically. Ok, dừng dọc bị ok máu bà, close chẳng dừng cho cái lệnh internet máu mà double click lưu bia máu hay tớ máu dừng bị thay đẹp thay đồng bây tùm mở IP address bảo dừng. Ok, cái lệnh như khởi anh thà vì start chạp bì mà rồi từ ok nhưng close in dừng chỗ cmd y bị tha ip và ip config ok chẳng là lâu dừng y bị tha ip config slash release. Bạn tỏ máu IP config slash renew. Ok, chẳng hạn lỡ việc bạn ấy. Bạn tỏ bị dừng quay bị comment này bà. Cứ càng ai bị ọt khờ chẳng dừng ra comment chung lượng phí bà. Cứ dựa ra IP config slash release. Bạn tỏ máu dừng quay mới tiếp bà IP config slash renew. Và chẳng dừng khuyên thay IP address bỏ dưỡng cư mà rồi copy chọn mà rồi chọn mũi chọn mà rồi mũi dây bọc lại anh.
cho nên thác bạn là sàn màu hát rồi nó là Windows Server bao dương bạn lại ní cứ bao dương tục IP bị chọn lọc vì mà rồi đòi rồi đọc chân IP để anh assign ở client chạp vì mà rồi đọc mùi từ mà chân ní cứ chỉ client thì mùi bà cứ mà rồi đọc mùi ok chân cái lại address list ní cứ cứ chia ly và ta lớn và toàn khơi thế mà chân những refresh vì mùi tới bạn khơi nhá đi và cứ chỉ công tơ để bạn thật tùa dược nó IP address mà. Ok ok chân ca ta lăng DHCP server bao dưỡng tớ bạn phải chọc thêm theo phần này số mà